Roberto Iron Flip một lần nữa đã phá bỏ định nghĩa về một chiếc điện thoại xa xỉ và sang trọng bậc nhất hàng đầu thế giới. Không chỉ sở hữu màn hình cảm ứng, Iron Flip đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ hướng tới phong cách gập mở đầy sự mới mẻ và hiện đại. Thiết bị cũng dễ dàng điều khiển và thao tác chỉ với một tay, hỗ trợ điều chỉnh mượt mà ở mọi góc độ. Iron Flip hiện tại đang có rất nhiều phiên bản với nhiều màu sắc khác nhau giúp các quý ông tự do chọn lựa, như màu nâu, màu xanh dương, màu xanh lá, màu hồng, da cá màu trắng, da cá màu đen và vân vân. Các điểm nhấn quen thuộc của điện thoại Vertu cũng được lặp lại trên chiếc smartphone gập này. Điển hình là chữ V mang tính biểu tượng ở mặt lưng, tựa như huân chương của hiệp sĩ giúp toát lên phong thái hoàng gia mạnh mẽ. Máy còn có độ phân giải siêu cao cùng không gian hiển thị lên tới 6.9 inch, giúp tái hiện mọi hình ảnh một cách đầy ngoạn mục. Tần số quét thay đổi hỗ trợ trải nghiệm vuốt chạm siêu mượt. Vertu Iron Flip còn nổi bật với bộ đôi camera đặt song song với đối xứng hai bên màn hình ngoài. Trong đó, camera chính 50 megapixel hỗ trợ chụp ảnh với độ phân giải cao, chi tiết và sắc nét. Cảm biến góc rộng 2 megapixel hỗ trợ nắm bắt nhiều quang cảnh quan trọng trên một bức ảnh. Ống kính còn nổi bật với tính năng chỉnh sửa ảnh AI chỉ với một chạm, tự động cải thiện những nhược điểm trong ảnh vừa chụp được, nâng tầm chất lượng hình ảnh. Khả năng zoom đáng nể giúp ảnh vẫn giữ được chất lượng cao ngay cả khi phóng to. Đáng chú ý, tính năng trang điểm khuôn mặt mang đến vẻ đẹp rạng ngời. Ngoài ra, chiếc điện thoại này còn được cung cấp 3 hệ điều hành với 2 chip song song được mã hóa đa diện. Điều này cho phép bạn thoải mái lướt qua mọi nền tảng mạng xã hội khác nhau mà thông tin vẫn được bảo vệ hoàn hảo. Kho lưu trữ phân tán với độ lớn lên đến 10 TB. Điều này giúp bảo mật dữ liệu trước mọi sự xâm nhập từ bên ngoài, đồng thời cho phép người dùng thoải mái lưu trữ mà chẳng cần lo lắng về việc đầy bộ nhớ. Ngoài ra, ví điện tử MBCK được mã khóa riêng giúp bảo vệ tài sản số của bạn một cách an toàn và hiệu quả hơn. Kia Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.